Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ năm ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát biểu phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, trong đó phần lớn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới. Thường trực Tỉnh ủy khảo sát tiến độ một số dự án tại Mai Sơn. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Sơn La quyết tâm trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng Tây Bắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Sáng ngày 14 tháng 4 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 10. Dự kiến chương trình phiên họp sẽ kéo dài 7 ngày rưỡi, làm việc từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 4. Đây là phiên họp dài với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về các nội dung quan trọng, trong đó phần lớn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Chủ tịch Quốc hội cho biết về công tác lập pháp, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho ý kiến về 5 dự án luật chính Quốc hội, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 3, báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, cho ý kiến về việc ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kết quả số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận số 19 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 trên cơ sở hồ sơ tờ trình của Chính phủ. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết dự kiến đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, bảo đảm tính khả thi cao nhất, sát hợp với yêu cầu thực tiễn. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng, nếu thấy chưa đủ điều kiện, chưa chín thì để lại, không đưa vào chương trình. Về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc ban hành nghị quyết này của Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời nghị quyết số 9 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa, đồng thời nhấn mạnh với vị trí quan trọng của Khánh Hòa về kinh tế, xã hội, vai trò vùng và gắn kết nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ. Về các dự án luật dự kiến trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 3 tới, gồm dự án luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận cho ý kiến một cách toàn diện về các dự án luật này, gồm sự cần thiết ban hành, tính đầy đủ về hình thức hồ sơ, văn bản, sự phù hợp của dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế, các kết cấu cụ thể và nội dung của dự thảo luật, các nội dung trình xin ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá sau khi được ban hành, nghị quyết đã mang lại chuyển biến tích cực trong xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở tổng kết thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng, tập trung cho ý kiến đánh giá ý nghĩa, vai trò của nghị quyết, kết quả thực hiện thời gian qua, nhất là kết quả xử lý nợ xấu, tổng số nợ xấu được xử lý, làm rõ thêm nợ xấu phát sinh mới, xem xét trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện nghị quyết. Cũng tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung khác. Sáng nay, ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến khảo sát tiến độ một số dự án trên địa bàn huyện Mai Sơn.
Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Mai Sơn. Các đồng chí trong tập thể Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát tiến độ dự án trồng dược liệu dưới tán rừng tại bản Sam Ta, xã Trường Trung của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long. Năm 2009, công ty đã trồng thử nghiệm giống sâm Ngọc Linh. Đây là loại thảo dược quý rất tốt cho sức khỏe. Hiện tại công ty đã tiến hành triển khai 5 nhà ươm giống và gieo trồng 10 vạn hạt giống. Tỷ lệ nảy mầm của giống sâm Ngọc Linh tại vườn đạt trên 95%. Các cây hiện tại đang sinh trưởng và phát triển tốt. Công ty đã tiến hành thực hiện công bố lưu hành giống và phân tích kiểm nghiệm dược tính đối với giống sâm Ngọc Linh này. Trên cơ sở mô hình sâm Ngọc Linh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Long đã triển khai trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đánh giá hiệu quả bước đầu của mô hình, đồng thời tiến hành khảo sát mức độ phù hợp vùng trồng đối với một số xã vùng cao có điều kiện khí hậu tự nhiên tương đồng, nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ và tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện mô hình nhằm nhân rộng tạo nguồn thu nhập mới cho người dân. Đối với dự án trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La tại xã Hát Lót, hiện nay công ty đã hoàn thành việc xây lắp khung nhà máy, tiến hành san đầm nền, đang chuẩn bị lắp đặt hệ thống công trình phụ trợ và dây chuyền sản xuất giai đoạn 1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng để kịp cho vụ thu hoạch và sản xuất chế biến quả năm 2022 trên địa bàn. Khảo sát tại sân bay Nà Sản và vườn quả của tác xã Thiên Tân tại xã Hát Lót, hai địa điểm dự kiến sẽ đón Thủ tướng Chính phủ vào thăm khi lên dự chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival Trái cây Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý Sân bay Nà Sản và Ban Giám đốc Hợp tác xã Thiên Tân chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động của chuỗi sự kiện. Ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong quý 1, mặc dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng và triển khai hai kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Tại tỉnh Sơn La, trong quý 1 trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 3 người. So với quý 1 năm 2021 giảm 7 vụ, số người chết giảm 5 người và giảm 7 người bị thương. Tại hội nghị, các ngành, địa phương phân tích chỉ rõ các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, cũng như nêu các nhiệm vụ giải pháp và chia sẻ cách làm hay để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu trong thời gian tới, các bộ ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông đường bộ, tập trung xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân, trường học. Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong quý 1, cần tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của các địa phương để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa vào mùa mưa lũ. Sáng nay, ngày 14 tháng 4, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Sơn La. Trong giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Sơn La đã thực hiện 73 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 175,1 ha, bằng 52,9% dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. 39 dự án đã thực hiện việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa với diện tích 181,7 ha, bằng 54,2% dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Tuy nhiên, vẫn còn 65 dự án chưa thu hồi đất với diện tích 517,1 ha,
33 dự án chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 122,6 ha. Nguyên nhân là do không có nguồn vốn, do chia tách thành các dự án khác. 30 dự án thu hồi đất, 19 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã quá 3 năm nhưng chưa triển khai thực hiện. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất và kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án phải bồi thường hỗ trợ, đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các danh mục không có khả năng thực hiện. Các công trình dự án phải hoàn tất các thủ tục hồ sơ về đất đai đến khi có mặt bằng sạch trước khi triển khai đầu tư xây dựng. Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phối hợp với các sở ngành liên quan trong quá trình đề xuất, lập, thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát, kiểm tra chặt chẽ danh mục công trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định năng lực thị trường, năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu của các chủ đầu tư, quan tâm bố trí, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý đất đai, thẩm định dự án. Ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Thuận Châu. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp nối thành công của chương trình xóa nhà tạm cho 1.292 hộ gia đình trên bàn huyện Vân Hồ trong năm 2020, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Năm 2022, Công an tỉnh Sơn La tổ chức khảo sát lựa chọn địa bàn huyện Thuận Châu để huy động nguồn kinh phí xã hội hóa tiếp tục triển khai nhân rộng hoạt động hết sức có ý nghĩa này. Qua khảo sát sơ bộ, dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa nhà cho khoảng 160 hộ dân với trị giá 5 tỷ đồng. Chiều nay, ngày 14 tháng 4, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù khu du lịch quốc gia của huyện Mộc Châu. Dự cuộc làm việc có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại cuộc họp, trên cơ sở rà soát một số nội dung trong quá trình đề xuất cơ chế đặc thù thể hiện trong dự thảo báo cáo của tỉnh trình tại cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã xây dựng báo cáo đề xuất dự kiến các kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét về các cơ chế chính sách đặc thù cho khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo hướng phân cấp cho tỉnh. Một số nội dung gồm xem xét việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, xây dựng khu chức năng quy hoạch đô thị trên cơ sở các đồ án quy hoạch đô thị khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp trong trường hợp sử dụng vốn đầu tư công. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện Mộc Châu và Vân Hồ tiếp tục rà soát, bổ sung, tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất, đảm bảo các nội dung đề xuất phù hợp với thực tiễn, triển khai các nhiệm vụ đối với từng ngành lĩnh vực và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, Sơn La là hiện tượng nông nghiệp của cả nước với diện tích cây ăn quả đứng thứ 2 toàn quốc. Những năm qua, tỉnh ta đã tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các nhà máy, đầu tư dây chuyền chế biến nông sản. Đáng chú ý mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp, là một cực tăng trưởng hạt nhân của vùng. Một tương lai tươi sáng đang mở ra cho bà con biên giới vùng Tây Bắc. Đồi cam rộng hơn 1 hecta của gia đình chị Đỗ Thị Thảo ở xã Nà Mường, huyện Mộc Châu. Sau vài năm đầu tư chăm chút, mồ hôi đổ xuống, hoa trái mọc lên, mảnh đất khô cằn sỏi đá ngày nào đã cho thu hoạch bằng những vụ cam chiếu quả. Gia đình chị đã tham gia vào hợp tác xã và trở thành vùng nguyên liệu cam phục vụ cho chế biến nước cam ép của tập đoàn TH, thu nhập cả 100 triệu đồng mỗi năm. Trước kia thì tôi trồng ngô, trồng sắn với lại trồng ngô ấy, thì là nó chỉ đạt hiệu quả hơn chục, hơn 1 hecta, đạt hơn 10 triệu thôi. Nhưng mà tôi quay sang tôi trồng cam thì tôi thấy nó cũng đạt so với trồng ngô, trồng sắn là được. Và năm nay tôi đang dự định thu là hơn 100 triệu tiền cam. Thành lập từ năm 2018 đến nay, hợp tác xã Tiên Phong có 8 thành viên với tổng diện tích 150 hecta cam, bưởi và nhãn.
do đã có cam kết bán sản phẩm cho nhà máy chế biến dược liệu và hoa quả Vân Hồ thuộc tập đoàn TH. Giờ đây bà con nông dân đã yên tâm sản xuất, không còn lo lắng với câu chuyện được mua, mất giá khi nhà máy đi vào hoạt động. Ký kết được với nhà máy thì là chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều, vì cái nguồn đầu ra là chúng tôi đã chuẩn bị cho nhà máy và chúng tôi yên tâm nguồn đầu ra nó không bấp bênh như là những năm khác. Thì thời điểm trước thì là cứ được giá thì là mất mùa và được mùa thì mất giá, thì chúng tôi là bây giờ chúng tôi không lo đến cái việc đấy nữa. Mục tiêu của chúng tôi thì chắc chắn là sẽ xóa đói giảm nghèo được và sẽ làm giàu từ trên mảnh đất của quê hương mình. Khi nhà máy đi vào sản xuất ổn định, chúng tôi sẽ bao tiêu toàn bộ đầu ra của bà con nông dân, đảm bảo các cái sản phẩm của bà con được thu mua, tạo công ăn việc làm cũng như thu nhập cho bà con nông dân ở vùng này. Hiện nay Sơn La có hơn 40 cơ sở chế biến nông sản, nhiều nhà máy chế biến có công suất lớn của tập đoàn TH, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, tập đoàn Na Food đã và đang đi vào hoạt động, sẽ góp phần hiện thực hóa kỳ vọng trở thành trung tâm chế biến nông sản của khu vực Tây Bắc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025 đã đề ra rất rõ hai chiến lược lớn của nông nghiệp: một là xây dựng tỉnh Sơn La trở thành vùng cây ăn quả phát triển bền vững trên địa bàn của Tây Bắc; thứ hai nữa là phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La để trở thành trung tâm công nghiệp chế biến nông sản. Muốn làm được việc đó thì Sơn La phải tiếp tục mấy việc lớn. Một là phải tiếp tục mở rộng cái sản xuất hàng hóa lớn của nông sản, đẩy mạnh quy trình sản xuất sạch, đẩy mạnh phát triển hợp tác xã để gắn kết trở thành chuỗi liên kết; thứ ba nữa phải tạo những cơ chế đột phá để mời gọi thu hút các nhà đầu tư lớn nữa để tiếp tục đầu tư vào khâu chế biến, để làm sao mà cái sản lượng dự kiến có thể tăng lên đến 100.000 ha cây ăn quả, có thể các loại sản phẩm có thể tăng lên triệu tấn. Hiện nay tỉnh Sơn La có trên 80.000 ha cây ăn quả các loại, tổng sản lượng quả tươi ước đạt hơn 400.000 tấn mỗi năm. Sự xuất hiện của các nhà máy chế biến nông sản sau thu hoạch mở ra hy vọng về đầu ra cho các loại hoa quả của Sơn La như xoài, nhãn, cam, chanh leo, sơn tra, và tạo điều kiện cho các hộ gia đình, hợp tác xã liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững. Trên những vạt nương triền đồi của Sơn La nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung sẽ có những vườn cây ăn quả bạt ngàn, minh chứng cho một nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Thưa quý vị, sau 17 năm thực hiện nghị quyết số 37 ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của vùng. Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo nên những điểm sáng trong vùng và cả nước. Kinh tế vùng tăng trưởng khá, đạt mức bình quân trên 10% trên năm trong giai đoạn 2005-2010 và 8,15% trên năm giai đoạn 2011-2020, cao hơn mức trung bình cả nước. Quy mô kinh tế được mở rộng đạt hơn 688.000 tỷ đồng vào năm 2020, chiếm 8,54% GDP cả nước. GDP bình quân đầu người đạt hơn 54 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh đạt mức 12,76% vào cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều. Ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo quốc phòng an ninh đã làm thay đổi diện mạo các địa phương và vùng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nhanh, bền vững vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ trong những năm tiếp theo, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nắm được tinh thần của nghị quyết, và sáng mai, ngày 15 tháng 4 năm 2022 sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết này, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ hội nghị trên kênh STV từ lúc 8 giờ trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Huyện Yên Châu tặng quà chúc Tết huyện Siêng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết Bun Pi Mai.
báo chí chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Tin gió mùa đông bắc, ngày 14 tháng 4 ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày 16 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến một số nơi thuộc đông nam của tỉnh Sơn La, gồm Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên và Phú Yên. Khoảng đêm ngày 17 đến ngày 18 tháng 4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác trên địa bàn tỉnh Sơn La. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, tỉnh Sơn La có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 16 tháng 4, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi cao Vân Hồ, Mộc Châu và Bắc Yên chuyển rét. Từ đêm ngày 18 tháng 4, nhiệt độ có xu hướng giảm sâu hơn, phổ biến từ 15 đến 17 độ. Vùng núi cao Vân Hồ, Mộc Châu và Bắc Yên từ 11 đến 13 độ. Từ ngày 20 tháng 4, nhiệt độ tăng dần, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Ngày 13 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh, bền vững và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 14 xã trên địa bàn. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 13,57 tiêu chí nông thôn mới trên xã, tăng 1,21 tiêu chí trên xã so với năm 2020. Có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Triềng Khoa, Vân Hồ, Tô Múa. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4%, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện. Hoạt động cải cách tài chính công tiếp tục được tăng cường, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách. Thường xuyên tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính theo hướng chính quyền số, chính quyền điện tử. Để hoàn thành các chương trình đề ra, thời gian tới huyện Vân Hồ tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc hiệu quả, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngày 13 tháng 4, tại mốc 230 thuộc địa phận bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, đoàn công tác của huyện Yên Châu đã thăm, tặng quà và chúc mừng Tết Bun Pi Mai tới huyện Siêng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Yên Châu đã gửi đến cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Siêng Khọ lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới, chúc huyện bạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra, đồng thời khẳng định trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện luôn được phát huy. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo huyện Yên Châu mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp hai bên tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam, Lào nói chung, hai huyện Yên Châu, Siêng Khọ nói riêng, tiếp tục tạo điều kiện cho các ngành đoàn thể hai huyện trao đổi kinh nghiệm, tăng cường thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực. Chúc tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của huyện Yên Châu, lãnh đạo huyện Siêng Khọ khẳng định, thời gian tới hai bên tiếp tục góp phần xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai huyện Siêng Khọ, Yên Châu. Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 2022 vào sáng ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức diễn đàn chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Đây là thông điệp nổi bật của Hội báo Toàn quốc năm nay nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động báo chí mạnh mẽ hơn. Phát biểu tham luận tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng chiến lược chuyển đổi số lấy độc giả làm trung tâm có thể giúp thúc đẩy cả doanh thu từ độc giả và doanh thu quảng cáo. Do đó, các cơ quan báo chí cần điều chỉnh kế hoạch quảng cáo dựa trên quan điểm độc giả là trên hết và thu thập dữ liệu độc giả trực tiếp. Chuyển đổi số không phải chỉ đơn giản là số hóa các nội dung đưa lên nền tảng số, mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới mẻ, tạo ra những sản phẩm thông tin mới mẻ và thậm chí tạo ra cả một cái văn hóa trong tòa soạn cho nó phù hợp với cái môi trường của chuyển đổi số. Bên cạnh công nghệ, ba giải pháp được các đại biểu đề xuất để thúc đẩy chuyển đổi số của hoạt động báo chí là bảo vệ bản quyền báo chí, thực hiện thu phí bạn đọc và tổ chức đào tạo, trao đổi nghiệp vụ định kỳ về chuyển đổi số. Chuyển đổi số báo chí không chỉ là câu chuyện của những người làm công nghệ mà phải xuất phát từ chính những người làm báo.
tận dụng được nền tảng công nghệ gắn với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các nhà báo, từ đó có những hướng đi mới, bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại. Chúng ta phải bảo vệ bản quyền để có được bản sắc riêng và người ta chấp nhận trả tiền để các báo điện tử tái đầu tư phát triển nội dung, thì câu chuyện chất lượng báo chí nó sẽ nâng tầm cái nền báo chí Việt Nam. Thông qua diễn đàn, các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý trong lĩnh vực thông tin truyền thông có cơ hội thảo luận trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ đó tìm ra một số giải pháp chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan báo chí. Ngày 13 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức thành công Đại hội đoàn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, các cán bộ đoàn huyện Quỳnh Nhai đã tập trung triển khai phong trào hành động cách mạng, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện sáng tạo, đồng thời tạo môi trường rèn luyện phát huy khả năng. Trong phong trào thanh niên tình nguyện đã tổ chức được 618 hoạt động, thu hút trên 9.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Toàn huyện đã thực hiện được 183 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng. Trong phong trào tuổi trẻ Quỳnh Nhai xây dựng nông thôn mới, đã có 18,7 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới và sửa chữa, xây dựng mới 370 nhà tiêu hợp vệ sinh, duy trì hoạt động 9 tuyến đường thanh niên kiểu mẫu với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Công tác xây dựng tổ chức đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm chú trọng. Trong 5 năm đã kết nạp được trên 1.500 đoàn viên mới, hơn 660 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Quỳnh Nhai phấn đấu, hàng năm 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và trên 80% thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền về nghị quyết của Đảng, của đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong nhiệm kỳ, tiến hành hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã thanh niên phát triển thủy sản, trồng cây ăn quả trên đất dốc, trồng mới trên 30.000 cây xanh. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân. Tỉnh đoàn Sơn La tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Chiều ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tại lễ ký kết, hai ngành đã thảo luận và thống nhất ký kết các nội dung quy chế phối hợp như trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức, thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an, thân nhân công an, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp trong công tác cán bộ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành. Chương trình thời sự tối hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Dự báo thời tiết các nơi trong tỉnh, thành phố Sơn La mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 20-32 độ. Huyện Thuận Châu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 1, nhiệt độ 22-33 độ. Huyện Quỳnh Nhai mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 1, nhiệt độ 22-33 độ. Huyện Mường La mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 1, nhiệt độ 22-36 độ. Huyện Mai Sơn mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 1, nhiệt độ 20-31 độ. Huyện Sông Mã mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 1, nhiệt độ 21-36 độ. Huyện Sốp Cộp mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 1, nhiệt độ 21-36 độ. Huyện Bắc Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 15 tháng 4 có mưa và mưa rào. Gió đông nam cấp 1, nhiệt độ 22-30 độ. Huyện Phú Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 15 tháng 4 có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 1, nhiệt độ 24-32 độ. Huyện Yên Châu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 1, nhiệt độ 23-36 độ. Huyện Mộc Châu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 15 tháng 4 có mưa và mưa rào, gió đông nam cấp 1,
nhiệt độ 19 đến 28 độ. Huyện Vân Hồ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chiều tối 15 tháng 4 có mưa và mưa rào, gió nam cấp 2, nhiệt độ 19 đến 28 độ.